của tôi xin chào các bạn. Hôm nay cô tôi vào bếp hướng dẫn các bạn nấu món gà nấu canh rong biển nấm tiết nhé các bạn. Ở đây là có 1 kg gà, cô tôi đã mần sạch sẽ, sơ chế sạch sẽ rồi. Và đây là 10g nấm rong biển, 10g rong biển thôi các bạn. Đây là nấm tiết, 2g nấm tiết và 2 miếng đậu hũ, hành, tỏi, băm và những gia vị thông thường. Bây giờ cô tôi ướp gà nha các bạn. Cho vào một muỗng bột nêm, một chích muối, một muỗng đường, một muỗng đường cát đó các bạn, một chút xíu bột ngọt thôi nha. Khoảng bộ một muỗng cà phê nước mắm nha các bạn. Chúng ta cho vào một chút xíu tiêu, khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu. Rồi chúng ta trộn lên để cho nó thấm. Rồi chúng ta đây. Còn rong biển này các bạn mua về các bạn đổ nước vô các bạn ngâm nha. Rong biển mua vậy nè các bạn, nó cắt sẵn rồi, mình về mình khỏi cắt. Có nhiều loại rong biển lắm. Còn các bạn mua về mà nếu mà muốn nấu mà cho nó bớt mùi tanh của rong biển đó các bạn. Các bạn có giấm thì chế vô, mình ở đây chế chút xíu giấm nha. Nó sẽ bán đi cái mùi tanh nha các bạn. Bán bớt cái mùi tanh của rong biển. Còn nếu các bạn không có chanh cũng được, một nặng với một miếng chanh cũng được, không có chanh thì có giấm đều được hết nha các bạn. Đây chúng ta ngâm một chút xíu nha. Để đây cho nó nhả ra bớt cái mùi tanh. Bây giờ cô tôi sẽ sắc đậu hũ. Giờ cô tôi sắc đậu hũ nha. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào dĩa. Rồi bây giờ chúng ta bắt cái chảo lên, chúng ta xào gà nha các bạn. Bây giờ cô Tư bắt chảo lên, bỏ vô tí xíu dầu và chảo dầu đã nóng rồi. Bây giờ cô Tư bỏ hành tỏi vô nha. Đây là gốc bò rí nè các bạn, bỏ vô rất là thơm. Bây giờ hành của chúng tôi ta đã vàng rồi các bạn. Chúng ta bỏ gà vô nha. Rồi chúng ta bỏ gà, chúng ta xào. Chúng ta xào cho thiệt là săn xong chúng ta mới chế nước vô nha. Cho nó thấm gia vị. Các bạn làm mà có gốc hồi rí á, các bạn đừng bỏ nha, các bạn rửa vuốt cho nó hết ba cái đất cát đi, rửa lại nhiều nước. Các bạn sắc bỏ đây ngon lắm. Còn cái thân ngò rí với cái lá ngò rí một lát mình nấu xong rồi mình bỏ luôn sao. Còn cái gốc thì xào chung với hành tỏi thơm lắm các bạn ơi. Thơm thật là thơm luôn. Xào cho nó săn lại nha các bạn. Thịt gà chúng ta bây giờ đã săn rồi nè các bạn. Này các bạn thấy không? Săn thật là săn luôn. Rồi chúng ta chế nước nha. Cô Tư đã bắt sẵn một nồi nước sôi rồi. Bây giờ mình chế vô luôn. Đây. Rồi bây giờ chúng ta để như vậy ra cho nó mềm. Cho nó chín xong rồi chúng ta gừng chín xong rồi chúng ta hãy bỏ trong biển vào nha. Rồi giờ chúng ta chờ chín nha các bạn. Như mình nói hồi nãy đó, rong biển này các bạn là rong biển khô. Đây. Đây là các bạn, gói rong biển nha. Đây là gói rong biển của Hàn Quốc. Này các bạn thấy không? Nè, mua nó khô như vậy. Nó khô như vậy nè.
về rồi mình chế nước vô mình ngâm. Nhưng mà các bạn ngâm như hồi nãy mình nói ngâm, nếu các bạn có giấm thì bỏ vô khoảng chừng nửa muỗng canh giấm, hoặc không có giấm thì các bạn dắt vô, có chanh dắt vô một miếng chanh là được rồi. Các bạn ngâm, ngâm cho tới nở, nở xong rồi các bạn mới rửa lại nhiều nước cho sạch. Rồi để vậy là khi mình hầm gà chín rồi là mình sẽ thả vô nha. Bây giờ các bạn biết không, hồi nãy mình bỏ giấm vô rồi đó, mà bây giờ nó thơm ghê, nó không còn tanh. Lúc mà mình mới mua mình ngâm á, ngâm mình hử thử á, thì nó nghe cái mùi tanh khó chịu lắm. Nếu mà người người Hàn Quốc thì cái các người ta ăn thì nó dễ chịu, nhưng mà người mình người Việt Nam á, mình ăn thấy nó khó nghe, khó ăn, tại vì nó tanh quá. Mà khi dắt vô một miếng chanh hoặc các bạn bỏ vô một miếng giấm rồi thì nó rất là thơm, nó thơm cái mùi mà các bạn có biết là khổ tai không, khổ tai để mà nấu chè ăn đó, đó thơm cái mùi khổ tai thật là thơm luôn, không còn là cái mùi tanh của rong biển nữa, mà là cái mùi khổ tai để mình nấu chè ăn rất ngon nha các bạn. Rồi mình để đây lắc, gà chín xong là mình thả vô nha các bạn. Khi gà của chúng ta sôi, chúng ta vớt bọt nha các bạn. Gà ra rất nhiều mỡ gà, nhưng mà các bạn nào thích thì để mỡ gà, chỉ vớt bọt thôi. Còn nếu mình không thích thì mình bớt vớt mỡ gà nha. Đây là mỡ gà mình cũng vớt bớt ra. Đây, nếu không để nó béo lắm. Có nhiều người thích béo thì người ta để được. Còn ở đây mình không thích béo, béo vừa thôi chứ béo quá ăn cũng ngán lắm. Bây giờ mình vớt bỏ bớt nè, bớt cái mỡ gà ra. Rồi, gà của chúng ta cũng sắp chín rồi nha các bạn. Để cho nó chín thật là chín. Giờ canh của chúng ta đã chín rồi nè bạn. Thịt gà của chúng ta cũng rất là mềm. Bây giờ chúng ta bỏ đậu hũ vào nha. Kế tiếp bỏ trong nấm tiết vào. Rồi chúng ta cho rong biển vào luôn. Các bạn nhớ làm y như mình nha, ngâm bỏ chanh hoặc giấm nha, rất là ngon nha các bạn. Nó xong nó sẽ không còn mùi tanh nữa, rất là thơm. Bây giờ mình chờ chừng 5 phút nữa là mình sẽ nhắc ra nha, sẽ múc ra tô. Cho rong biển rồi nó ra cái chất của rong biển ăn cho nó mát. Rồi bây giờ mình chờ cho nó ra, nó chín rong biển rồi mình nhắc xuống nha. Giờ lẩu chúng ta đã sôi, đã chín rồi các bạn. Bây giờ chúng ta nếm thử nha, nếm thử coi nó vừa ăn không. Ta cho thêm một tí đường, ta cho thêm chừng một chút xíu đường thì là vừa nha các bạn. Giờ mỗi gia đình thì ăn khác nhau. Các bạn mà nếu ăn theo khẩu vị gia đình mình thì cứ nêm theo khẩu vị gia đình mình nha. Cái cách thức thì cô Tư hướng dẫn thôi, còn cái nêm nếm thì mình cứ nêm theo khẩu vị gia đình của mình. Rồi bây giờ cô Tư múc ra nha. Bây giờ món canh gà nấu rong biển nấm tiết của chúng ta đã xong rồi. Ở đây là cô Tư nấu ăn với bún nha. Cái này là một tô bún, tô bún rong biển. Còn đây là một tô canh, đây là tô canh rong biển. Cái này là canh không. Cái này các bạn nấu ăn với bún cũng được, hoặc là ăn với cơm cũng được, hoặc các bạn nấu để cho có sức khỏe. Nếu các bạn nấu để cho có sức khỏe thì nên hầm gà thật là lâu, hầm khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ cho gà nó mềm thật mềm, mới ra hết cái nước ngọt của nó, rồi các bạn mới bỏ rong biển vô nấu khoảng chừng nửa tiếng nữa. Các bạn chỉ uống cái nước thôi, rất là ngon, rất là bổ dưỡng nha các bạn. Thôi cô Tư chào các bạn và chúc các bạn được nấu món này thành công. Các bạn cứ thử nấu món của mình đi, tại vì trên mạng bây giờ có nhiều người nấu món canh rong biển lắm, nhưng mà mỗi người nấu cách khác nhau. Các bạn cứ nấu thử cách của người ta, xong rồi các bạn nấu thử cách của mình,
Còn nếu cách nào ngon thì các bạn cứ thực hiện theo cách của các bạn nha. Cô Tư xin chào các bạn, chúc các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe.